Kính chào quý khán giả của kênh truyền hình VTV4. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà có cái mong muốn là được thay đổi họ tên của mình. Vậy thì cái thủ tục để thay đổi họ tên này có phức tạp hay không? Và nếu mà được thay đổi họ tên rồi thì người ta có nhất thiết là phải làm lại toàn bộ những cái giấy tờ sử dụng họ tên cũ của mình hay không? Phần trả lời những câu hỏi này sẽ được chúng tôi thực hiện trong hơn 10 phút tới của chương trình với sự tham gia của Thạc sĩ luật Phạm Thanh Bình ở Công ty Luật Hồng Hà ở Hà Nội. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết đề nghị ông cho biết là trong những trường hợp nào thì người ta được phép thay đổi họ tên? Vâng, về nguyên tắc thì họ tên chính thức của mỗi công dân là cần phải được giữ ổn định để bảo đảm cho cái việc thực hiện các cái giao lưu dân sự, bảo đảm cho cái thuận lợi cho cái việc quản lý hộ tịch cũng như các cái công tác quản lý hành chính khác. Tuy nhiên, cũng theo quy định của pháp luật thì trong một số trường hợp đặc biệt thì cá nhân có thể là thay đổi họ tên, và cái việc thay đổi họ tên chỉ được tiến hành khi rơi vào một trong 7 trường hợp sau đây. Thứ nhất là theo yêu cầu của người thay đổi họ tên mà cái việc sử dụng họ tên đó có thể gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó. Tôi lấy ví dụ như là một trường hợp là một phụ nữ sau khi lấy chồng thì về mới phát hiện rằng là cái tên của mình lại trùng với tên ông nội của chồng. Thế thì trong trường hợp đó thì phải thay đổi để bảo đảm cho cái việc xưng hô ở trong gia đình nó được thuận lợi. Thì trong trường hợp đó là pháp luật cho phép thay đổi. Trường hợp thứ hai là theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ tên cho con nuôi, hoặc là khi người con nuôi thôi không làm con nuôi nữa và người này hoặc cha mẹ đẻ của cái người này yêu cầu là lấy lại họ tên gốc. Ví dụ như là một cháu bé họ Nguyễn được một gia đình họ Trần nhận làm con nuôi thì mang theo họ Trần. Thế nhưng mà sau khi mà cái cháu bé này lớn lên vì một lý do nào đó không làm con nuôi nữa, và hoặc là tìm được cha mẹ đẻ chẳng hạn, và cha mẹ đẻ thì lại là họ Nguyễn, cho nên là lại xin thay đổi là sang họ Nguyễn, tức là họ của cha mẹ đẻ, thì trong trường hợp này là cũng trường hợp là thuộc trường hợp thứ hai mà được pháp luật cho phép. Trường hợp thứ ba là theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha mẹ cho con, vì có những trường hợp trẻ sơ sinh sinh ra là bị bỏ rơi, thế thì lớn lên ở trong các cái cô nhi viện hoặc là có những cái gia đình tốt bụng họ nuôi và họ lấy theo họ của những cái gia đình nuôi nấng này, và khi lớn thì các cháu bé tìm về cha mẹ đẻ thì lúc đó lại lấy theo họ quay lại cái họ của cha mẹ đẻ, là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư tức là thay đổi cho con từ họ cha sang họ mẹ hoặc ngược lại, thì đây thông thường là trong trường hợp ly hôn. Thì trong trường hợp ly hôn thì họ có thể có nhiều cái lý do mà cái người nuôi con ấy họ không muốn con mang theo cái họ của cái người vợ hoặc chồng của mình trước đó nữa, cho nên họ xin đổi sang cái họ của mình. Trường hợp thứ năm là thay đổi họ tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. Thì nó cũng tương tự như cái trường hợp mà thứ hai tôi vừa nói trên đó. Tức là khi mà một cái người ta sinh ra một lớn lên, năm nay có thể người ta cũng 30-40 tuổi rồi, thì người ta mới tìm được gia đình, tìm được cái nguồn gốc. Thế thì lúc đó thì mà giả sử cái họ mà họ người đó đang mang nó là một cái họ không phải của gốc của họ thì họ có quyền họ đổi lại. Thứ sáu là thay đổi họ tên của người được xác định lại giới tính. Ví dụ như là một người nam thì rõ ràng là ví dụ là Nguyễn Văn, thế nhưng mà bây giờ anh vì lý do đó anh đổi sang giới tính, anh giải phẫu thẩm mỹ, giải phẫu giới tính xong chuyển sang cái người này trở thành nữ chẳng hạn, trong căn cước của người này sẽ ghi là nữ, thì rõ ràng Nguyễn Văn thì không phù hợp thì người ta có thể đổi thành Nguyễn Thị. Đấy, thì đấy là trường hợp thứ sáu. Và trường hợp cuối cùng là các cái trường hợp khác do pháp luật quy định, đây là một cái điều khoản mở, thì để tức là khi mà trong thực tế cuộc sống nó phát sinh những cái trường hợp mà ngoài 7-6 cái trường hợp nêu trên, thế mà thấy rằng cái trường hợp thứ bảy này cũng là cần thiết phải chấp nhận cái việc yêu cầu thay đổi họ tên thì pháp luật cho phép, thì đây là cái trường hợp mở, điều khoản mở, tức là tóm lại là phải có 7 trường hợp này thì cái người có nhu cầu về việc thay đổi họ tên mới được thay đổi họ tên. Khi mà muốn thay đổi họ tên thì người ta cần đến cơ quan nào để làm các thủ tục ạ? Theo quy định của pháp luật thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cái người có nhu cầu thay đổi họ tên ấy, đã đăng ký khai sinh trước đây ấy, làm cái thủ tục thay đổi họ tên cho cái người dưới 14 tuổi. Thế còn đối với người trên 14 tuổi thì là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cái mà trong cái địa hạt mà nơi người đó trước đây đã đăng ký khai sinh. Tôi nói ví dụ như là một cái người trên 14 tuổi nhưng mà trước đây đã đăng ký khai sinh ở một phường thuộc quận nhất thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thế thì sau 14 tuổi mà người này có nhu cầu thay đổi họ tên thì cũng sẽ do cái Ủy ban Nhân dân quận nhất, chứ không phải là do cái Ủy ban Nhân dân của một cái phường thuộc thuộc quận nhất giải quyết, như trường hợp đối với người dưới 14 tuổi. Và thế còn cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thì có cái thẩm quyền được thay đổi họ tên hay không? Hiện nay các cái quy định về lãnh sự thì giao thẩm quyền cho cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài
được thực hiện một số cái công việc về hộ tịch, như là ví dụ như là đăng ký khai sinh, kết hôn và làm các cái thủ tục về quốc tịch, ví dụ như là nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, làm thủ tục bắt đầu cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Riêng về vấn đề thay đổi họ tên thì hiện nay pháp luật chưa quy định, chưa giao cho các cái cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài được làm công tác này. Thế thì trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà có cái nhu cầu đã đăng ký công dân tại Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài mà có nhu cầu thay đổi họ tên, thì khi về nước thì người này có thể yêu cầu cái nơi mà mình đã đăng ký khai sinh trước đây, trước khi xuất cảnh ấy, tiến hành làm các cái thủ tục này. Chứ còn hiện nay là cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài chưa được làm cái thủ tục đó. Bây giờ xin ông cho biết là cái thủ tục thay đổi cải chính họ tên thì cần những giấy tờ gì ạ? Khi muốn thay đổi họ tên của mình thì đương sự là phải đến cái cơ quan có thẩm quyền như tôi vừa nói ở trên ấy, Ủy ban nhân dân cấp quận huyện hoặc là Ủy ban nhân dân cấp xã để làm thủ tục thay đổi. Thế thì khi đến các cái cơ quan này thì người này sẽ phải điền vào một cái bản khai đề nghị thay đổi họ tên, thay đổi hoặc cải chính họ tên theo cái mẫu do Bộ Tư pháp quy định. Thứ hai là người này phải xuất trình bản chính của giấy khai sinh của người cần thay đổi cải chính và các cái giấy tờ khác để làm căn cứ cho việc yêu cầu thay đổi. Tôi trở lại cái ví dụ như đã nói ở trên đó, là trường hợp một cái phụ nữ sau khi lấy chồng thì mới phát hiện ra rằng là tên của mình trùng với tên của ông nội của chồng. Thế thì trong cái trường hợp đó thì cái ngoài cái giấy đăng ký kết hôn thì cô này còn phải xuất trình thêm một cái cuốn sổ hộ khẩu hoặc một cái tài liệu nào đó để chứng minh rằng là tên của ông nội chồng mình cũng trùng với tên của mình. Thế và trong trường hợp đó thì cái sổ hộ khẩu đó thì được coi là cái giấy tờ khác làm căn cứ cho cái việc xin thay đổi họ tên. Thế và cái việc cần phải lưu ý một điều là đối với cái việc cải chính thay đổi họ tên của cái người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì cái việc cái người ký cái đơn yêu cầu đó phải là do cha mẹ hoặc là người giám hộ tiến hành. Và cái việc thay đổi họ tên của cái người từ đủ 9 tuổi trở lên đó, thì phải được sự đồng ý của người đó. Như ông vừa nói thì người ta cần phải có giấy khai sinh để làm thủ tục thay đổi họ tên. Vậy thế nhưng mà bây giờ vì lý do gì đấy mà cái bản gốc của giấy khai sinh không còn nữa thì người ta có được giải quyết cái yêu cầu thay đổi họ tên hay không? Về nguyên tắc là cái người có yêu cầu thay đổi họ tên đó, là phải xuất trình bản chính hay còn gọi là bản gốc của giấy khai sinh. Thế thì trong trường hợp mà cái bản chính của cái giấy khai sinh đã bị mất đó, thì đương sự phải làm xin làm lại cái thủ tục là xin cấp lại bản chính giấy khai sinh theo cái quy định của pháp luật về hộ tịch. Và sau khi có cái bản chính giấy khai sinh rồi thì bắt đầu tiến hành các cái thủ tục về thay đổi họ tên. Pháp luật hiện nay chưa có, không cho phép cái việc sử dụng cái bản sao của giấy khai sinh để làm cái thủ tục thay đổi họ tên.